Hi, xin chào các bạn. Một sự xuất hiện hoàn toàn mới phải không ạ? Mình là Thiện, đến từ Phi Điệp Wedding. Sở dĩ hôm nay mà mình lên sóng bởi vì là gần đây có rất nhiều các cặp đôi thường xuyên inbox đến fanpage của chúng mình để hỏi các vấn đề. Nó lại như là cô dâu người Bắc, chú rể người Nam, hoặc là chú rể người Nam, cô dâu người Bắc. Nani? Thì phải làm các phong tục hay là chuẩn bị như thế nào cho lễ ăn hỏi, lễ cưới. Đồng thời là chúng mình đã có hai video lên sóng trước đây nói về việc thủ tục cho lễ ăn hỏi của miền Bắc và miền Nam. Nên là hôm nay trên chiếc video này mình sẽ tổng hợp cho các bạn thấy được sự giống và khác nhau để các bạn có thể nắm được rõ hơn nhé. Ok, vậy không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì khâu chuẩn bị vẫn luôn luôn là khâu quan trọng nhất. Ngay từ đầu tiên thôi thì miền Bắc thì gọi là cháp, còn miền Nam thì gọi là mâm quà. Miền Bắc số cháp là số lẻ 5, 7, 9, 11, 15 vân vân. Còn miền Nam thì lại là số chẵn 6, 8, 10. Ngoài Bắc cháp rượu lại là rượu và thuốc lá, 3 rượu và 3 thuốc. Sử dụng cháp xin dâu cho lễ cưới. Trong khi đấy thì trong miền Nam cháp rượu sẽ là rượu và trà, 2 rượu và 2 trà. Sử dụng thay chầu rượu thay cho cháp xin dâu. Bên cạnh đấy thì theo phong tục miền Nam, mâm quả đều được sử dụng cho lễ cưới và lễ ăn hỏi. Có một số loại hoa quả không nên sử dụng trong mâm quả, đấy chính là cam, quýt, lê, là chuối. Bước chuẩn bị trang trí cũng có những sự khác biệt. Đối với phong tục miền Bắc thì chỉ cần chuẩn bị một phong cưới cũng như là phong ăn hỏi, cháp hỏi cũng như việc chụp ảnh sẽ được thực hiện trực tiếp tại phong đấy luôn. Còn đối với miền Nam thì sẽ có ban thờ gia tiên. Ban thờ gia tiên không có tên cô dâu và chú rể mà chỉ có chữ hỷ. Đổi lại, tên cô dâu và chú rể sẽ được gắn trên phông khánh tên. Cổng hoa thì cũng sẽ được treo biển lễ đính hôn. Cũng như là trên bàn tiếp khách của hai họ thì bắt buộc phải có nước suối, và trên chai nước suối sẽ in tem tên cô dâu và chú rể. Bàn gia tiên chỉ kê duy nhất một dãy ở chính giữa, cho dù nhà rộng hay hẹp. Về khâu chuẩn bị trang phục thì đối với phong tục miền Bắc, chú rể chỉ cần mặc vest, sơ mi, rồi quần Âu đều được. Đội bê cháp thường đi thuê. Còn đối với phong tục miền Nam thì chú rể và dàn bưng quả mặc áo dài cách tân. Đội bưng quả thường là bạn của cô dâu và chú rể nên buổi lễ sẽ có không khí hơn, cũng như diễn và chụp được nhiều bức hình đẹp hơn đối với miền Bắc. Phía bên trên là một số sự khác nhau trong khâu chuẩn bị. Dưới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn sự khác nhau theo trình tự lễ ăn hỏi cũng như là lễ đính hôn. Chúng ta tiếp tục nhé. Ở miền Nam thì rể phụ sẽ bưng khay trà rượu đi đầu tiên. Ngoài ra thì thứ tự các cháp cũng như là nhân sự bố trí miền Bắc và miền Nam đều giống nhau. Miền Bắc thì đoàn nhà trai sẽ đi thẳng vào vị trí và ổn định chỗ ngồi luôn. Sau đấy thì chú rể cùng với đội bê cháp nam và nữ sẽ bê cháp và đặt cháp tại phông ăn hỏi. Nhưng đối với miền Nam thì rể phụ sẽ rót rượu ra khay chầu rượu cho trưởng đoàn nhà trai và trưởng đoàn nhà gái. Sau khi mà uống rượu xong thì trưởng đoàn nhà trai sẽ quay trở lại đón đoàn nhà trai đi vào. Đoàn nhà trai rồi đi vào và ổn định vị trí ngồi. Còn lại đội bưng quả lúc đấy thì sẽ trao quả cho nhau. Đội bưng quả nam sẽ đi vào trước ổn định vị trí. Sau đấy thì đội bưng quả nữ sẽ đi vào sau và đặt quả lên phông gia tiên. Chính vì thế mà nữ bưng quả miền Nam thường vất vả hơn vì miền Bắc đã có con trai bê hộ cho. Nhưng vì mâm quả trong miền Nam ngày trước thường nhỏ hơn so với cháp ở ngoài miền Bắc, vì miền Bắc thì vẫn trọng hình thức hơn, cháp thường sẽ to hơn, đồ lễ nhiều hơn, nặng hơn. Sau khi mà đã hai gia đình đã ổn định vị trí thì các bước giới thiệu thành viên cũng như là hai mẹ trao cháp trao mâm quả cho nhau thì miền Bắc và miền Nam thì cũng đều làm như thế rồi. Chứ chỉ có một điểm nho nhỏ đấy là lễ đen theo phong tục miền Bắc và lễ nạp tài theo phong tục miền Nam thì người Bắc sẽ gài lễ đen lên trên cháp rượu và đặt luôn lên trên cháp rượu luôn. Còn đối với người Nam thì sẽ trao lễ nạp tài ngay trực tiếp trước mặt hai họ. Sở dĩ có sự khác nhau này vì là người Bắc thì thường trọng hình thức nên cháp thường to, đẹp, nặng, nên là lễ đen thường cũng ít không nhiều bởi vì là cũng đã cho vào phong bì và gài lên trên cháp rượu. Đổi lại thì người miền Nam thường rất là thực tế, và bởi vì lễ nạp tài là được trao trực tiếp nên thường lễ nạp tài sẽ nhiều hơn rất nhiều so với lễ đen miền Bắc. Tiếp theo sau đấy thì vì bởi vì là lễ ăn hỏi và lễ đính hôn nên mẹ cô dâu sẽ lên đón cô dâu từ trên phòng xuống, và cô dâu sẽ theo phong tục như người Bắc thì sẽ là mời trà, còn người Nam sẽ là mời rượu. Sau khi mời trà mời rượu bố mẹ hai bên gia đình xong thì sẽ đến bước lễ gia tiên. Bước này thì kể cả miền Nam và miền Bắc đều giống nhau rồi.
Khi mà đã làm lễ gia tiên trên ban thờ gia tiên nhà gái xong thì theo phong tục miền Nam thì mẹ chú rể sẽ trao lễ vật cho cô dâu. Lễ vật có thể là áo dài, bông tai hay là vòng hay là lắc tay gì đấy chẳng hạn. Tiếp đến thì cô dâu và chú rể sẽ mời trà mọi người trong hai bên gia đình. Sau khi mà đã chốt ngày cưới cũng như là mâm quả cho ngày cưới xong thì sẽ đến được bước trao phong bao lì xì lại duyên. Thì đối với phong tục miền Bắc, cô dâu và chú rể sẽ đưa trực tiếp phong bao lì xì cho các bạn nam và bạn nữ bê cháp, và các bạn sẽ trực tiếp trao cho nhau luôn. Đối với phong tục miền Nam, cô dâu và chú rể cũng như là các bạn vương quả sẽ ra phía bên ngoài và thực hiện nghi thức trả quà. Sau đó cô dâu và chú rể sẽ trao phong bao lì xì cho đội nam nữ đỡ quả. Đến bước lại quả. Lại quả thì miền Bắc và miền Nam đều giống nhau là kiêng kỵ sử dụng dao kéo, cũng như số lượng phải là sâu chẵn, kiêng việc đậy nắp mà phải ngược nắp lên. Phía trên mình trao đổi là trình tự cho lễ ăn hỏi. Còn lễ cưới thì miền Bắc và miền Nam cũng rất là giống nhau, riêng đặc biệt miền Nam thì có thêm một bước đặc biệt hơn nữa, đấy chính là lễ dâng đèn hay là gọi là lễ lên đèn. Sau khi đội bê quả đã bê quả và đã đặt vào vị trí trên ban thờ gia tiên, cũng như là việc là đã đón cô dâu xuống và giới thiệu với hai bên gia đình, thì đại diện nhà trai sẽ dâng lên cặp đèn cầy cũng như là cặp nến có in hình rồng phượng trước ban thờ gia tiên nhà gái. Đại diện nhà gái sẽ đứng lên phát biểu và cảm ơn nhà trai. Sau khi mà hai bên gia đình đã phát biểu xong thì cô dâu và chú rể sẽ tự mình thắp cái nến đấy và đặt lên trên ban thờ gia tiên của nhà gái. Trong khi thắp nến thì kiêng kỵ nhất là việc nến đang cháy dễ chừng mà bị tắt, hoặc là nến cháy không đều nhau, nên một số gia đình chỉ thắp nến tượng trưng thôi chứ không đốt lửa lên thật. Vậy là kết thúc rồi. Phía bên trên là toàn bộ sự khác nhau giữa phong tục miền Bắc và miền Nam trong lễ cưới và lễ ăn hỏi mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn có chưa hiểu hoặc là muốn đóng góp thêm ý kiến gì thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết thêm nhé. Ngoài ra thì các bạn hãy like, share và subscribe channel của Video Wedding để chúng mình có thêm động lực ra những video trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.